Sumitomo 2,5 tấn vừa về ạ. Xe cực kỳ đẹp luôn. Sơn zin 2,5 tấn. Động cơ Mazda. Động cơ Mazda cực kỳ êm luôn. Nhiều bơm có áp các thứ vẫn 7 màu luôn ạ. Có tự động định giá, chức năng định giá. Định giá nguyên bản luôn. Tự động. Xe vừa mới hạ công, đăng kiểm đã hoàn thành. Rồi tự động định giá. Đời này động cơ Mazda cực kỳ êm mà chạy cực kỳ thích luôn, cực khỏe. Rất là khỏe luôn. Em ga của anh Phát. Máy quá chất luôn. Mọi thứ còn rất là đẹp nguyên bản. Tốt ạ. Xe này em bên em bán ra bảo hành 6 tháng bảo dưỡng đầy đủ trước khi bàn giao. Mọi thứ còn nguyên bản hết. Giá chỉ hơn 150 chút thôi. Các bạn có nhu cầu thì cứ qua bãi em xem trực tiếp luôn. Xe đang ở bãi rồi. Đài nước xanh này vẫn còn nguyên này. Cực kỳ đẹp luôn. Tháp nâng 4m ạ. Các bạn cần nâng cao hoặc có thể đổi về 3m cũng được. Bên em đổ cho hết. Ba mét hoặc 4 mét đều ok ạ. Các bác có nhu cầu như nào thì bên em đều xử lý được. Xe thì cực kỳ đẹp rồi. Mọi thứ còn hoạt động rất tốt. Các bác có thể alo cho em qua hotline, chốt qua ảnh, qua video cũng được ạ. Hoặc là qua bãi xem trực tiếp luôn. Chạy thử, em báo giá các bác tham khảo thoải mái. Chạy thử thoải mái ạ. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi, tin tưởng, ủng hộ sản phẩm của Sơn đang lên. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.